Xin chào tất cả tình yêu, chào mừng các tình yêu đã quay trở lại với video của mình. Và mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đào Thị Thu Hệ, sinh viên khóa 3 của trường đại học EDX. Quay trở lại với chỗ sinh viên, EDX học những gì thì ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người cái buổi học số 16 của mình, bộ môn đó là Focus on Excellence. Thì bộ 16 thì chúng mình đã được học về những cái mà nó mang đến sự hãnh diện cho bản thân mình và nó ảnh hưởng gì đến cuộc sống của mình. Đấy. Thì đầu tiên thì chúng ta như buổi trước mình đã nói là chúng ta có rất là nhiều nỗi sợ hãi và chúng ta hành động ra ngoài nó sẽ không được tự tin, nó sẽ ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ này, ảnh hưởng đến những cái tư duy của mình, đó là mình đã đóng cửa cái tư duy lại và nó không open mind ra. Đấy, thì nó không tốt cho cái sự phát triển của bản thân mình. Và cái sự sợ hãi đó chính là trong suy nghĩ của mình, nó sẽ nạp vào trong suy nghĩ của mình. Đấy, thì sợ hãi nó sẽ là có những cái sợ hãi nên và không nên. Đấy, và cái không nên thì nó sẽ là những cái ý thức chủ quan của chúng ta. Đấy, những cái ý thức chủ quan nó mang đến những cái nỗi sợ mà nó không có thật, đó là từ những cái ý thức chủ quan và nó không phải hiện thực khách quan. Thì chúng ta hãy như bạn buổi trước thì mình nói là mình hãy viết ra và mình bóc tách nó, mình phân tích nó và mình nhận định rằng là nó vô lý, nó không có thật, thì chúng ta sẽ thoát khỏi được cái nỗi sợ hãi đó. Đó, thì ngày hôm nay thì nó sẽ nhưng nếu như những cái nỗi sợ hãi đó mà mình không hạn chế được nó đi, mình vẫn hiện hữu trong cơ thể, trong bản thân chúng ta, tại vì rất là lâu dài rồi. Mình ngày trước là mình cũng chia sẻ rằng là cái nỗi sợ đó xuất phát từ khi chúng ta sinh ra rồi, đúng không nào? Đấy, thì nó sẽ rất là dài và chúng ta cần thời gian để chúng ta có thể đào thải nó đi và giảm dần nó đi từng chút một, chứ không nên vội vàng. Thì cái nỗi sợ hãi đó nó biểu hiện ra bên ngoài, nó là cái sự hãnh diện. Đấy, là sự hãnh diện của bản thân mình. Đó, ví dụ như là chúng ta hãnh diện là chúng ta hay khinh thường những cái người yếu thế hơn mình này, hay là chúng ta hay khoe khoang một cách xấu sáo rỗng, một cách không đúng sự thật, hay là thái quá, và chúng ta tự hão huyền với cái điều đó, cái điều của và chúng mà chúng ta khoe khoang đó. Đấy, và cái sự hãnh diện nó cũng biểu hiện khi mà chúng ta không dám nói lên cái chính kiến của bản thân mình, khi mà chúng ta sợ nói lên thì sẽ bị người khác bóc mẽ, bị người khác bóc tách ra và bị người khác đọc thấu cái tâm can của mình. Đấy, chúng ta tự huyễn hoặc bản thân mình như vậy. Đấy, mặc dù là chúng ta chả có cái gì ở bên trong đâu, nhưng mà chúng ta cũng tạo cho chúng ta một cái lớp ở bên ngoài, cái màng bọc hoặc là cái miếng mạng chắn cho bản thân chúng ta, để chúng ta không được thoát ra và chúng ta luôn luôn kìm nén những cái hãnh diện đó, những cái chúng ta hão huyền, những cái chúng ta huyễn hoặc bản thân mình như vậy, chúng ta kìm nén và chúng ta cái sự hãnh diện kìm nén xuống và lâu dần nó trở nên tự ti, trở nên chúng ta tự nhục bản thân mình và nó sẽ ảnh hưởng đến tính cách của chúng ta, ảnh hưởng đến cảm xúc, ảnh hưởng đến con người của chúng ta. Đấy, và chúng ta sẽ không còn được cái sự nhiệt huyết, được cái sự vui vẻ, hay là chúng ta không còn cái sự muốn chinh phục những cái thứ nó khó, hay là chúng ta không cảm thấy tự nhiên nữa, mà chúng ta luôn luôn có cái nỗi sợ hãi trong người chúng ta. Đấy, và chúng ta ra ngoài giao tiếp, khi mà chúng ta tiếp xúc với người lạ đi, thì chúng ta cũng không rất là không hăng hái, không muốn tiếp xúc với những người lạ, mà chúng ta chỉ muốn tiếp xúc với những người quen biết chúng ta mà thôi. Đấy, như kiểu là các bạn sinh viên này thường này, khi mà kiểu phải ở chung phòng với một người lạ hay là phải học chung với người lạ thì họ thường có những cái nỗi sợ như vậy. Đấy, nỗi sợ rằng là mình tự cao mà, mình tự hãnh diện bản thân mình mà, thì mình sẽ bảo người kia không bằng mình chẳng hạn, hay là mình không dám để cho sợ người khác bóc mẽ bản thân mình. Đấy, những cái đó chính là sự hãnh diện. Đấy, và cái hãnh diện nó được chia làm hai loại nhé. Vừa nãy ở trên thì mình chỉ nói về cái hãnh diện tiêu cực thôi.
từ cái nỗi sợ mà nó phát ra, nó biểu hiện ra ngoài là sự hãnh diện. Tuy nhiên là sự hãnh diện nếu như mà chúng ta khiến cho bản thân mình tích cực, đó chính là khi mà chúng ta giỏi thật sự, chúng ta không huyễn hoặc bản thân, chúng ta giỏi thật sự, chúng ta thông minh, chúng ta học mọi thứ ghi nhớ rất là nhanh, hoặc là chúng ta trong lớp chúng ta học nổi bật so với các bạn, đấy, thông minh thật sự đấy, thì chúng ta có quyền tự hào, chúng ta có quyền tự thưởng cho bản thân mình đấy, chứ không phải là lúc nào chúng ta cũng phải kìm nén cái sự giỏi của chúng ta, bởi vì những cái lần chúng ta thất bại đấy, và thất bại đó chính là cái sự hãnh diện không tốt. Có nghĩa là nếu như chúng ta thất bại nhé, mà chúng ta nghĩ rằng là mình đang nghi ngờ bản thân rằng là mình có thật sự giỏi hay không, mình làm cái này mà mình vẫn thấy sai hay mình không bằng người khác, đấy là sự huyễn hoặc bản thân, là mình có thể làm mọi thứ. Và sau khi mà chúng ta vấp ngã, khi mà chúng ta không một lần, ví dụ là rất là chúng ta thông minh thật sự nhá, mà chúng ta một lần không may mắn hay là một lần chúng ta vấp ngã mà chúng ta lại tự ti, lại huyễn hoặc bản thân rằng là mình phải như thế này, mình phải không được khoe khoang, không được tự cao hay là không được hãnh diện bản thân mình nữa, đấy chính là cái hãnh diện, nhưng mà hãnh diện tiêu cực đấy. Mà cái mà mình muốn nói đây nó hãnh diện tích cực, có nghĩa là mình tin tưởng vào bản thân mình tự tin bản thân mình, và mình cứ bao hoa, cứ chém gió đi đấy, nhưng mà mình biết rằng là bản thân mình giỏi thật sự đấy, và mình khi mà như thế thì mình sẽ có thể mở rộng cái tâm trí và mình tiếp thu những cái kiến thức mới đấy, mình học hỏi mọi thứ rất là nhanh, thì mình tự tin vào bản thân mình đấy, chứ không phải là mình khoe khoang hay là mình bao hoa chích chòe hay là mình tự huyễn hoặc bản thân đấy, thì cái điều đó là cái sự hãnh diện nó tích cực. Chứ còn nếu như mà mình nói hãnh diện nó chỉ mang tính tiêu cực thôi thì nó sẽ là không là chuẩn xác, bởi vì cái sự hãnh diện này nếu mà tích cực thì nó sẽ giúp chúng ta mở rộng tâm trí mình và giúp chúng ta có thể học hỏi được nhiều thứ từ bên ngoài đấy, và chúng ta có thể tư duy nó mở rộng hơn, và nó sẽ những cái mà trước kia, ví dụ những người học giỏi thật sự thì họ sẽ nhớ được kiến thức rất là nhanh, nếu như mà mình dập tắt những cái đấy đi, mình đóng cửa tâm trí mình lại, thì khi mà chúng ta cần sử dụng những cái đó nó sẽ không tự nhiên phát sáng ra, tự nhiên không ở trong đầu mình, mà nó sẽ bay mất, nó sẽ tuột mất đi nếu mà chúng ta không open mind. Đó chính là về hai cái khác nhau của sự hãnh diện tiêu cực và khiến cho chúng ta tích cực đấy. Và bản thân mình thì mình cũng có một cái ví dụ, về sự hãnh diện tiêu cực, đó là khi mà đi học ấy thì mình thường là nếu như mà mình biết chắc chắn điều đó là đúng, hay là cái lúc mà mình hãnh diện ấy là một mình biết mà các bạn không biết, thì mình giơ tay phát biểu. Tuy nhiên là rất là nhiều lần mà mình không dám giơ tay, bởi vì mình không chắc chắn mà, và không dám giơ tay phát biểu trong lớp. Nhưng mà mặc dù là nếu mà giơ tay thì nó cũng không bị phạt, không bị thế nào cả, nhưng mà mình cũng không dám giơ tay, không dám nói lên cái chính kiến của bản thân mình, thì lúc đó tâm trí mình sẽ bị đóng lại và nó sẽ không tư duy, thì lúc đó tâm trí sẽ bị đóng lại, và nó khi mà mình học thì nó sẽ không hiệu quả. Mình chỉ tư duy hay là mình chỉ theo cái hình thức là thụ động theo lời cô giáo dạy mà thôi, chỉ những gì cô giáo dạy thì chỉ biết ngần đấy thôi, chứ không, mình không mở rộng thêm cái tri thức mình về, mình không tự tìm hiểu ở bên ngoài mà mình tin tưởng vào lời cô giáo, thì cái điều đó là cái sự học không chắc chắn. Và khi mà mình đi ra ngoài mình sẽ bị những cái ý kiến của người khác làm ảnh hưởng đến cái đến những cái chính kiến của bản thân mình sẽ không có cái chính kiến riêng của bản thân mình. Đó chính là cái sự hãnh diện mà mình kiểu khi mà cô giáo gọi giơ tay phát biểu ấy mà mình không dám giơ tay phát biểu, hay là các bạn trong lớp không dám giơ tay phát biểu, thì mình cũng như các bạn, mình nhìn các bạn đó, chả có ai giơ tay, bây giờ mình giơ tay thì nó lại là cái sự hãnh diện, nó là cái sự khoe khoang hay là nó không nói chung là mình không dám giơ tay phát biểu, mình kìm nén vào bản thân mình không dám nói ra, mình không open mind ra
Đó chính là cái sai của bản thân mình. Và mình nhận thấy điều đó và mình chấp nhận nó, và mình muốn sửa đổi thì mình sửa đổi từ từ. Nếu chưa sửa đổi được thì mình cứ từ từ thôi, không cần gì phải vội. Đấy. Thì mình muốn nói là cái cách mà mình có thể nhìn nhận, nhìn thấu bản thân mình và mình sửa đổi, đó chính là khi mà các bạn nhận biết được rằng là các bạn có những cái điểm nào mà khiến cho các bạn có cái nỗi sợ riêng và nó sẽ biểu hiện ra bên ngoài là sự hãnh diện ấy, thì các bạn đầu tiên là phải chấp nhận, đầu tiên phải quan sát được, lắng nghe bản thân mình, chấp nhận và yêu thương nó. Chứ chúng ta không hắt hủi, chúng ta không tự nhục, chúng ta không nghi ngờ bản thân. Đấy, yêu thương nó. Sau đó chúng ta sửa, chúng ta thấy nó chưa tốt, chúng ta thấy nó là đang ví dụ như là đang đóng cửa cái tư duy của mình, đúng không? Thì chúng ta hãy sửa. Và một lần sửa không sửa được mà nó vẫn quay trở lại đường cũ thì không sao. Không sửa được không sao, và cứ sửa lần thứ hai, lần thứ ba không sửa được cũng không sao. Cứ từ từ rồi sau đó thì nó sẽ trở thành, khi mà các bạn sửa nhiều ấy thì nó sẽ trở thành một cái bản năng của chúng ta. Đấy. Và một ngày nào đó thì chúng ta sẽ có thể sửa được, và chúng ta sẽ kiểu thay đổi mà chúng ta không biết. Đấy. Nhưng mà chúng ta phải biết cách để chúng ta sửa, chứ không phải là chúng ta cứ để đó và chúng ta biết rồi nhưng chúng ta vẫn để đó, thì nó sẽ không giúp ích được gì cho cái sự biết đấy của chúng ta, đúng không? Đấy. Thì bài học ngày hôm nay thì mình cũng nói tóm gọn lại là cái cách để chúng ta có thể thay đổi được những cái đang tồn đọng trong cái suy cái tư duy của chúng ta, những cái mà vẫn khiến cho chúng ta hãnh diện. Đấy. Mà chúng ta chưa mở được cái chưa mở được cái bộ não của chúng ta ra, và cái chưa khai phóng được những cái tư duy, những cái sâu trong cơ thể, sâu trong bản chất của con người của chúng ta. Đấy. Thì chúng ta hãy dùng những cái phương pháp mà mình đã chia sẻ ở trước, đó là lắng nghe, lắng tâm, quan sát bản thân mình, thấu hiểu bản thân mình, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được con người, thấu hiểu được người khác, và chúng ta sẽ có thể thấu hiểu được người khác thì chúng ta điều khiển, và chúng ta có thể điều khiển được người khác, nhìn thấu được người khác. Đấy, khi mà chúng ta có thể nhìn thấu và chúng ta thấu hiểu được người khác thì khi đó chúng ta sẽ làm được rất nhiều thứ. Chúng ta có thể ví dụ như đi bán hàng thì chúng ta có thể hiểu được tâm lý của họ, chúng ta biết là họ sợ hãi cái gì, hay là chúng ta biết là họ hãnh diện ở cái gì, và chúng ta có thể khen họ này, hay là chê họ, hay như nào đấy. Đấy là cái cách mà chúng ta có thể áp dụng để chúng ta có thể phát triển hơn trong tương lai. Đó chính là những cái mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã cùng lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại với những video tiếp theo.